Con thích bà ngoại hoài à? Hả? Hôm qua nhớ không? Cắn bà ngoại mà con khóc đó. Bà ngoại không khóc mà con khóc. Bà hôn mẹ bà về nha. Bà phập phập vào mặt tao nè. Cái bà mới phập tối đa. Nó phập cái cuối cùng luôn. Phập sạch cái trời ơi. Chơi với con mèo không cho chơi là cứ đòi chơi nè. Không có bóp miệng nữa con, cắn con đó. Ôi là trời, móc miệng người ta, móc miệng người ta hoài. Ngồi chơi cả ngày với con mèo dám chừng được luôn. Ôi trời, đánh người ta kìa. Trời ơi. Nè. Sao con giục cái gối xuống vậy hả? Má bà coi nè nè má. Con mèo ở dưới nó không chơi được, cái nó lấy gối nó quăng xuống. Nó quăng hai lần rồi đó. Không có quăng gối xuống nè con. Kè kè má, đang chuẩn bị quăng gối qua xuống đất nữa nè. Sửa đồ lần đầu tiên canxi giảm nguy cơ loãng xương sau 2 tuần 20 triệu đồng. Thưa quý vị, ngày hôm nay gia đình của anh Anh và chị My đã được chương trình vượt lên chính mình đã nhận được rất nhiều tình cảm quý báu từ chương trình cũng như là từ bà con địa phương. À. Ngoại ơi, ngoại na nó giục gói xuống hoài kìa. Ngoại ngoại đánh na đi. Từ 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 thôi cơ. No 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 no, nè nè nè, no no, đứng lên, không có ngồi xuống.
không đi nữa hả con? Lấy xe lại mẹ nhé. Nè nè, nó lo nhiều chuyện không mà trời. Nè, cái đồ nhiều chuyện, thấy người ta đứng ngoài đường nhìn ra đường kìa. Nè nè, đi tiếp đi.